Hạnh. Ờ, nào, và mọi người ơi hãy chia sẻ video này, bởi vì mình nghĩ là chắc là chẳng có giáo viên nào lại ngồi làm kính ngữ cho các bạn đâu, đúng không? Livestream hình như đây là cái livestream mà làm kính ngữ đấy. Thế thì bây giờ chúng mình cùng chữa nha. Vẫn như cái nguyên tắc học cũ, đó là nếu mà mình làm đến câu nào thì các bạn hãy viết câu đấy vào cho mình nhá. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học kính ngữ, và mình sẽ có một cái phương pháp để học kính ngữ như thế này. Khi bạn đọc một câu lên thì bạn xác định cho mình là cái động từ ở trong ngoặc này ai là người làm. Nếu như mà là người khác làm, chúng ta chia về tôn kính ngữ. Còn nếu như mà là bản thân mình làm hoặc nhóm của bản thân mình làm thì chúng ta chia về khiêm nhường ngữ. Mặt xinh lắm sensei ạ. Konnichiwa. Rồi, bây giờ bắt đầu chữa nhá. Và vẫn giữ cái nguyên tắc đấy. Nguyên tắc là như thế nào? Đây, chúng mình thấy là sao? Trong kính ngữ nó sẽ có hai dạng. Đó là nếu như mà là tôn kính ngữ, đúng không? Tôn kính ngữ thì là người khác làm. Nên là hành động nào mà các bạn thấy người khác làm ấy thì các bạn chia về tôn kính ngữ, được chưa? Mình viết to như thế này cho các bạn nhìn rõ chưa nhỉ? Đó, nhớ cho mình như vậy nhá. Thế còn đâu ví dụ khiêm nhường ngữ thì là mình làm, hoặc là người trong nhóm mình làm nhá. Người trong nhóm mình làm thì lúc đấy chúng ta chia về khiêm nhường ngữ. Các bạn có nhìn rõ không? Cứ như thế này và các bạn làm thôi. Bây giờ thì chúng mình bắt đầu chữa đề nào. Nhớ cái nguyên tắc này nhá, đó là nếu như mà hành động đấy là người khác làm thì chia về tôn kính ngữ, còn hành động đấy là mình làm hoặc là người trong nhóm mình làm thì chia về khiêm nhường ngữ. Cái phông chữ chữ nó bị sai sao nhỉ? Thôi, chữa nào. Thế rồi, bây giờ mình chữa nhá. Câu đầu tiên chia bằng. Các bạn có thấy rõ không? Chúng ta chữa câu đầu tiên là câu 1 nhá, mình sẽ bôi đỏ câu 1 lên. Hay. Có Hải An và An Nhiên đã chọn rồi. Chúng ta có Tanaka sensei ga senshiu no kinjoubi ni kikoku nani nani. Tanaka sensei là thầy Tanaka thì sao các bạn? Vào thứ 6 của tuần trước thì về nước, đúng không? Vậy hành động này là ai làm mà chúng ta có itachimashita, saremashita và itasaremashita. Nào, học kính ngữ nào. Mọi người ơi, chúng mình sẽ cùng học kính ngữ nhá. Ở đây có những ai làm rồi? Có rất nhiều người làm rồi, có Huế, Đặng, Hải An. Hải An có làm rồi. Phần này thì mình nghĩ là có rất nhiều người sợ và đi thi thì chắc chắn sẽ có, nên là các bạn hãy học nhá. Câu đầu tiên các bạn chọn là gì đây? Tanaka sensei ga senshiu no kinjoubi ni kikoku nani nani. Lô Thị Hướng, Nguyễn Thúy, Võ Thùy, Hoàng An và Đoàn Phượng, Tiến Thành, các bạn đã chọn rồi. Kim Chi Vũ, Hoàng Yến, mọi người hãy giải thích đi tại sao lại chọn như vậy. Ngọc Huyền. Rồi, chỉ có hôm nay cô mình dạy kính ngữ và video này là video mà và cái livestream này là được yêu cầu nhiều nhất từ học sinh, cho nên là cô đã chữa ngay bởi vì chúng ta mới cần thi rồi. Mọi người hãy dành ra 30 phút để học ngay bây giờ nhá. Được chưa? Đây là N3 nhá, Huỳnh nhá, Canh Nguyễn, Thủy Linh. Rồi, bây giờ cô sẽ chữa câu này. Phải không? Hôm nay bọn mình sẽ học vào kính ngữ thì chúng ta thấy ở đây Tanaka sensei có phải là chủ ngữ không? Và hành động này là thầy làm, tức là thầy Tanaka thì làm. Thầy Tanaka thì 6 tuần trước đã về nước rồi và chúng ta có đáp án, đó là hãy đi đi saremashita. Được chưa? Thì tại sao lại là câu saremashita? Thì chúng ta thấy một trong những cách của kính ngữ họ làm đó là chia động từ về bị động nhá. Khi mà chia động từ về bị động ấy thì đấy có thể hành động đấy chính là kính ngữ nhá. Và đây chúng mình dùng tôn kính ngữ. Được chưa? Nào, đây là N3 nhưng mà các bạn N2 và N4 cũng phải học nhá. Phần này thì N2 mình thấy nhiều bạn cũng quên đấy. Hay. Đúng rồi, nó chính là tôn kính ngữ của shimasu, đúng không? Saremashita chính là tôn kính ngữ của shimasu bằng với shimasu nhé. Hay. Hay, shimasu sự tôn kính ngữ của shimasu. Còn câu 1 thì là khiêm nhường ngữ của shimasu, được chưa? Chúng mình sẽ đến với câu số 2 nào các bạn. Là mọi người làm câu số 2 cho mình nhá. Câu số 2 thì là gì đấy? Câu số 2 thì cái dạng này gặp khá là nhiều trong thi luôn. Các bạn sẽ thấy đó là hội thoại giữa hai người. Đây là cái cự vật thiên nhiên. Đó là khách hàng và nhân viên. Và khách hàng nói gì đấy? Chúng ta có là Ano, watashi no bao wa mada deshou ka? 20 phút gurai matte irun desu kedo. Khách nói là bang đây là lượt đấy. Vẫn chưa đến lượt của tôi à, đúng không? Tôi đã chờ 20 phút rồi mà. Đó, nó là như thế. Thì ở đây các bạn thấy tiên hình, nhân viên thì nói sao? Nan bang no kami o nani nani. À, 10 bang desu ne, 13 bang desu ne. Dewa tsugi desu. Câu này có phải nhân viên hỏi là quý khách cầm số mấy đấy? Và số 13 phải không ạ? Thế thì là tiếp theo.
Hành động này có phải là quý khách không, nên chúng ta chia về tôn kính ngữ có Phạm Mai Thúy và Lô Thị Hường đã làm rồi. Kính ngữ này là cái phần mà N2, N3 đều sợ cho, và chắc chắn đi thi cũng có, mặc dù nó khó nên là mọi người hãy cùng làm với mình nhá. Bạn nào đang học N2 cũng vào làm với mình nào. Theo các bạn đáp án của nó sẽ là gì đấy? Ok rồi rồi rồi, có Phạm Minh Hiện khỏe chọn rồi. Kim Thoa đã chọn là câu 3 rồi. Ở câu này chúng ta sẽ thấy hay rất nhiều người chọn luôn. Rồi Tiến Thành, An Nhiên. Rồi, cái đáp án của câu này đó chính là Nides. Hãy số 2, và chúng ta có một cái cấu trúc ngữ pháp nhé. Các bạn hãy luôn nhớ cái cấu trúc ngữ pháp như thế này cho mình. Ở đây, được chưa? Chúng ta sẽ có một cấu trúc ngữ pháp là gì? Chúng ta có O này, phải không nhỉ? Rồi, V bỏ mass này, phải không? V mass rồi cộng với this, phải không nhỉ? Đó thì mang cũng là kính ngữ, từ ngữ lịch sự, và dịch là quý khách cầm số bao nhiêu đấy nhá. Rồi bây giờ chúng mình sẽ sang đến câu tiếp theo, câu số 3 là các bạn sam bằng, sam bằng. Kính ngữ nào làm nhanh lên, đi thi chắc chắn kính ngữ sẽ có, và mọi người hãy chia sẻ video này bởi vì nó hoàn toàn miễn phí nhá. Chúng ta có là otosama wa anata ni nanto nani nani. Otosama wa sẽ là chủ ngữ phải không? Rồi câu 3 sẽ là gì đấy? Có cát bụi đã nói đúng cho mình rồi đấy. Chúng ta có là mosare mashita ka, moshiage mashita ka và osai mashita ka. Bố otosama thì là bố của người khác phải không? Câu này dịch là bố của bạn ý đã nói gì với bạn. Được chưa? Có Linh Trần đã chọn rồi. Vậy thì còn bạn nào chọn được nữa không trong câu này? Hay konnichiwa, xin chào Lô Thị Hường, xin chào Nguyễn Anh. Rồi, ở câu này thì chúng ta thấy chủ ngữ đang là người khác làm, là bố của bạn ấy làm đấy. Nên là chúng ta xác định là phải chia về tôn kính ngữ. Vậy thì chia về tôn kính ngữ ở trong câu này thì các bạn ơi, đáp án nó sẽ là gì nhỉ? Hạnh nam bằng desu ka. Xong, bây giờ chúng mình đã làm câu 3 đúng không? Diệu Linh, Hoàng Yến, Phạm Mai Thúy, Phạm Phạm. Kính ngữ thì chắc chắn sẽ có thi trong thi cho nên là mọi người hãy làm với mình nhá. Phạm Việt Anh, Võ Thùy, Hải An có làm rồi. Nào, khi mà các bạn làm như thế này chắc là học như thế này sẽ dễ hơn là tự học phải không? Hà Lê, Hà Lê đã phân cứng luôn. Theo các bạn đáp án nó sẽ là gì đấy? Trung điệp chọn B, chọn B là câu này phải không em? Trung Hòa. Rồi, otosama wa anata ni nanto. Kính ngữ của câu này các bạn chọn đáp án là gì nào? Hoàng Mai, Hoàng Tấn Lực. Rồi thì bây giờ chúng mình sẽ cùng chữa câu này nhá. Chúng ta có cô ta là sam bằng đến. Xin chúc mừng các bạn. Và tại sao lại là ba thì mọi người nhớ cho mình trong câu này. Rõ ràng chúng ta thấy này, đi thì cũng vậy, hành động nói thì là bố của bạn, chúng ta phải chia về tôn kính ngữ. Và chia về tôn kính ngữ bạn thấy ở đây cả câu 1 thì không hợp lý và câu 2 thì lại là khiêm nhường ngữ. Chỉ có đây, osai mas chính là sao? Tôn kính ngữ của imas đấy. Đúng không? Tôn kính ngữ của imas. Phải chưa nhỉ? Là tôn kính ngữ của imas nhé. Đó, cho nên là mọi người đi thi mọi người nhớ cho mình là osai mas thì chính là tôn kính ngữ của imas. Và ở đây chúng ta chọn về đáp án 3. Rồi, xin chào Ly Hà. Ly Hà ơi, đang ôn đến đâu rồi em? Chúng ta đến với câu số 4 nào. Hay, yon bằng. Nào, cùng học với nhau nào. Không biết là mọi người có sợ kính ngữ không, nhưng mà học sinh của mình thì rất là sợ kính ngữ đấy. Cho nên là, hay, đúng rồi, có Lý Thanh Thảo đã chọn đúng rồi. Skomao wa yon bằng. Câu số 4 thì các bạn chọn đáp án gì đấy? Watashi wa ri to nani nani Taiwan kara no ryugakusei desu. Ôi câu này thì dễ quá. Đúng rồi, câu 4 thì nói suốt phải không cát bụi. Mà mình nghĩ là cái câu 4 này thì phải nói là bạn nào mà làm sai là buồn lắm. Câu này quá là đơn giản với các bạn luôn, phải không? Hai, nan bang desu ka? Rồi, làm chung lên nào mọi người ơi, sắp thi rồi và cái phần này nó rất rất chắc chắn nó sẽ có trong thi. Và nguyên tắc của mình đưa ra đó là hành động này nếu như là bản thân mình làm và nhóm của chúng ta làm thì bọn mình chia về khiêm nhường ngữ, còn nếu như là người khác làm thì bọn mình chia về tôn kính ngữ. Thế thôi, đơn giản vậy thôi. Đoàn Phượng có giải thích luôn, vì thế nên là khi làm câu này các bạn hãy nói cho mình là chúng ta đang dùng tôn kính ngữ hay khiêm nhường ngữ nhá. Kính ngữ là cái phần ai cũng sợ cho nên là mình rất là mong các bạn có thể bớt chút thời gian và làm cùng mình nào. Hoàng Tấn Lực, Hà Lê đã làm rồi. Xin chào Nguyễn Thúy Hiền. Nguyễn, câu này quá là dễ luôn phải không? Câu này hình như là bạn nào mà N4 thì cũng có thể làm được, cho nên là mình sẽ chữa luôn nhá. Hãy, chúng ta sẽ có câu trả lời ở đây. Đúng rồi, Phạm, như Phạm Mai Thúy nói. Hãy, cô ta là nan bằng desu ka hay ichi desu ne. Và đây là một câu đơn giản. Tomoshimasu chính là to imasu. Nó cũng là khiêm, nó chính là khiêm nhường ngữ của cái gì nè? À, khiêm nhường ngữ của imasu ne. Và được là tôi thì tên là Ly.
Được chưa? Và đây là một câu gọi là một cấu trúc cố định luôn, chúng ta sẽ luôn luôn nói đó là gì đây? Tôi tên là gì sẽ là nani nani to moshimasu. Ví dụ, watashi wa mon to moshimasu. Hay. Ii desu ka? Rồi thì bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang câu tiếp theo nhé. Chúng ta sẽ có ở đây là câu số mấy đây? Câu số 5 nào, mọi người làm câu số 5 nhé. Hay. Cô bằng nhị. Cô bằng thì bắt đầu nó lại là hội thoại giữa khách hàng và nhân viên, cái dạng như thế này thì rất là hay gặp trong thi, có nghĩa là hội thoại đấy. Chúng ta sẽ xem nhá. Kết cự thì nói sao? Sumimasen, gyūnyū wa doko desu ka? À, xin lỗi nhưng mà sữa bò ở đâu đúng không? Thế là bạn nhân viên bạn ấy bảo là à, gyūnyū desu ka? Gyūnyū wa asoko no ban uriba no toranin ni. Phải không nhỉ? Có nghĩa là à sữa bò ấy ạ, à, sữa bò thì là ở bên cạnh cái cửa hàng bán bánh mì ở đằng kia. Rồi Trung Điệp, Phạm Phạm, xin chào Trần Cương, Trịnh Phương. À, cát bụi bị nhầm rồi đúng không em? Rồi Phùng Nhung ơi, học đi nào. Rồi tiếp theo các bạn đáp án là gì? Xin chào Tiến Thành, có chọn rồi. Câu này thì nó là từ ngữ lịch sự nhá, và các bạn biết là ở đây chọn cái gì không? Bình thường nhá, ở đây thì có phải là bọn mình sẽ nói là Adimas không? Có nghĩa là sữa bò thì nó có ở cái bên cạnh quầy bán bánh mì, cho nên là ở đây chúng mình sẽ đi với Adimas, phải chưa nhỉ? Nhưng mà tại sao các bạn nhìn cho mình đi, mình sẽ zoom to thêm một tí nữa cho các bạn nếu mà ai xem điện thoại nhìn thấy. Adimas thì theo các bạn đáp án là gì nào? Rồi có Ngô Hai đã nói cho mình đấy. À, rồi 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 xin chào Tiến Thành, Thùy Đan Đan đã chọn rồi. Xin chào Hiếu, dạo này học hành thế nào rồi em ơi? Rồi rồi thế thì đáp án của mọi người trong câu này là gì đây? Võ Linh, Chi Mai. Võ Linh ơi, em xem lại nhá, đáp án không phải là ba đâu. Phan Bá Tiến chọn rồi. À, rồi rồi rồi, có rất là nhiều người chọn rồi. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng sẽ làm câu này nhá, được chưa? Hay. Trong câu này chúng ta thấy đáp án của nó chính là Nides. Đáp án là hai, và tại sao lại là hai thì chúng ta có từ ngữ lịch sự của Adimas ở trên này này. Nó chính là Gozaimasu. Đây là từ ngữ lịch sự trong cái trường hợp là khách hàng hỏi thì mình trả lời, là nhân viên thì trả lời. Giống như là Lô Thị Hường có nói đây là Gozaimasu thì bằng với Adimasu vậy. Được chưa? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang câu tiếp theo là câu số 6 nhá. À, nào bây giờ các bạn làm câu số 6 cho mình nào. Hãy lô cứ bằng. Hôm nay thì bọn mình sẽ chữa khoảng 20 câu giúp các bạn, là trong 20 câu này bạn sẽ hiểu hơn về cách làm kính ngữ. Nhưng các bạn phải nhớ là các bạn phải học thuộc cho mình đó là bảng đó là bảng gì? Bảng kính tôn kính ngữ và bảng khiêm nhường ngữ nhá. Cái bảng đấy nó rất quan trọng đấy. Câu số 6 nào. Đây là đề N3 em nhá, nhưng mà N2 thì cũng nên học đấy. Bởi vì mình nghĩ là N2 cũng có khá là nhiều người bị sai cái phần này. Được chưa nhỉ? Rồi thế thì bây giờ chúng mình cùng chữa nào. Câu số 6. 6 là gì đấy? どうぞ ご自由にパンフレットを何々ください。À, câu này thì chúng ta thấy là どうぞ là xin mời, và自由に tự nhiên, tự do đúng không? パンフレット là cái tờ quảng cáo, tờ rơi ấy. À, ください tức là xin mời anh cứ thế nào, anh cứ lấy cái tờ rơi đi, phải không? À, có rất nhiều người chọn rồi, Thùy Đan Đan, Cát Bụi, Phạm Ngọc Minh, Akiko, Phạm Phạm. Mọi người hãy chia sẻ cái video và lưu lại nhé, bởi vì là kính ngữ thì chắc chắn sẽ có trong đề thi GLPT. Mình đã xem đề từ năm 2010 đến 2018 về ngữ pháp thì năm nào cũng có ít nhất là 2 đến 3 câu về kính ngữ. Đó. Và thể nào năm nay đề năm nay cũng có kính ngữ, cho nên là các bạn đừng có mà bỏ qua cái phần này, mặc dù nó rất là khó đúng không? Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng chữa câu này nhá. Có rất nhiều người chọn rồi, xin chào Phạm Minh Huệ. Rồi, thế thì chúng ta thấy đáp án nó là hai ichi desu ne. Thế thì tại sao lại là số 1? Bởi vì chúng ta có này, khi mà yêu cầu khách hàng làm một cái gì đấy hoặc yêu cầu ai đó một cách lịch sự thì chúng ta có ô, phải có ô v bộ v sao v bỏ mát và cộng với kudasai, phải chưa nhỉ? Chúng ta sẽ có ô v bỏ mát và cộng với kudasai, thì lúc đấy chúng ta thấy cái câu này chính là yêu cầu ai đó làm gì nhá. À, nên ở đây thì đáp án nó phải vì có kudasai ở đây rồi nên phải ô v bỏ mắt là otori kudasai, xin quý khách cứ hãy tự do lấy những cái tờ quảng cáo này nhá. Đúng rồi, kiểu lấy đi đừng ngại ấy, đúng rồi, giống như Phạm Xuân Quang nói. Bây giờ câu này thì đã xong rồi đúng chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu số 7 nhá. Hay, nào nào bằng câu số 7 thì các bạn làm là gì đây? Chúng mình chuyển sang câu số 7 nào. Các bạn thấy cái file work còn dễ nhìn không? Hay, câu này là một câu khó, phải không? Câu 7 là câu khó này nhá. Sao chúng ta sẽ cùng xem.
お、忙しいとは何々か、できるだけ早くお返事をいただけますか？ Câu này là câu khó này, mình nghĩ là câu này sẽ khiến nhiều 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 bạn làm sai. Với câu này bạn hãy xác định cho mình cái hành động ở trong hoặc này ai là người làm nhá. お忙しいとは何々か、できるだけ早くお返事をいただけますか? Có phải câu này mình sẽ dịch đây là bận phải không? Mà mình dịch là mặc dù biết là anh bận đấy nhưng mà anh có thể là henji, có thể trả lời tôi sớm được không? Sớm nhất có thể được không? Phải không? Thế thì ở đây mình thấy có Bùi Ngọc Thiện, Tăng Hùng này, Thành Đạt, Hải Đăng, Akiko đã có chọn rồi. Xem có bạn nào nữa. Và hình như hầu như là ở đây mình thấy các bạn chọn toàn là hai thôi phải không? Ozonjides. Thế thì mọi người phải xem lại cho mình nhá, hành động này là ai làm trước đã. Bạn cố gắng xem cho mình xem hành động này là ai làm. お忙しいとは 何々か できるだけ早くお返事をいただけますか? Câu này mình sẽ dịch là mặc dù tôi biết là anh bận đúng không? Nhưng mà anh có thể trả lời tôi sớm nhất có thể được không? Thì tức là đây cái hành động biết này là bản thân mình đúng không? Nhiều người chọn sai câu này lắm luôn ấy. Đó. Thế thì theo các bạn đáp án nó là gì? Hay. Ok, rồi rồi. Ô nhiều người chọn vậy. À. Rồi. Rồi. Thế bây giờ mình sẽ chọn nói nhá. Câu này rất nhiều người sai luôn và đáp án nó là sam bằng des. Bởi vì hành động này là của bản thân mình làm. Mà của bản thân mình làm ấy thì chúng ta chia với khiêm nhường ngữ. Mà khiêm của chúng ta thấy zon jides. Zon jides ở đây thì nó là gì rồi? Nó là tôn kính ngữ rồi phải không? Đó. Còn zon jimasu nó sẽ không có go như thế này nhá. Không có go đánh trước như thế này. Đáp án một sai và chúng ta sẽ có là ba. Rất rất nhiều người sai sai câu này luôn. Được chưa? Hay, được nhá. Thì đáp án đó là hay. お忙しいとは存じますが、できるだけ早くお返事をいただけますか? Nhá, được không? Rồi, bây giờ chúng mình sẽ sang câu số 8 nè mọi người. Đó, câu số 8. Nên là mới nói là về nhà mọi người phải học thuộc cho mình cái bảng từ ngữ lịch sự cũng như là kỳ khiêm nhường ngữ và kính ngữ, cái bảng bất quy tắc mà chúng ta cần học thuộc ấy nhá. Câu số 8 chúng ta có では, 次に こちらのグラフを何々 Chúng ta có cái từ graph tức là cái bảng biểu ấy. À, thế theo các bạn đáp án của câu này sẽ là gì đấy? Ừ, chúng ta có đấy là vậy sau đây thì quý khách có phải là Goran đây là mang nghĩa là nhìn không? Quý khách mọi người thì hãy nhìn lên cái bảng cái biểu đồ sau đây. Đó, thì theo các bạn đáp án sẽ là gì? 72, đúng rồi, cái này nó là tôn kính ngữ em ạ. Nhưng mà rõ ràng hành động ở trong câu này phải là mình làm. Mặc dù tôi biết là anh bận chứ tôi làm đúng không? Nên nó sẽ không phải là hai được em nhé. Đó, nhá, đấy. Ừ, đây là câu này, câu 7 này là nhiều người sai này, không dịch được. Phạm Ngọc Vĩnh, Yukihana, Lô Thị Hương. Hôm nay sẽ là một series đầy đủ tất cả các cấu trúc và liên chỉ liên quan đến kính ngữ thôi. Phần này lại cực kỳ khó nữa, cho nên là sẽ có nhiều bạn mình nghĩ là sẽ không làm được đâu, phải không? À, nhưng mà cùng cố gắng để làm nhé. Phượng Nguyễn, Huệ Đặng này, có rất rất nhiều người chọn rồi. Nguyễn Thị Nghĩa, các bạn hãy giải thích cho mình trong câu này tại sao lại dùng cái đấy đi. Đây là khiêm nhường ngữ, tôn kính ngữ đấy. À, rồi Mèo Lười, Nguyễn Thị Hạnh, Thanh Tang à? Rồi, xin cảm ơn các bạn vì đã ngồi xem livestream với mình và mình cảm thấy là bao nhiêu 400 mà 400 người đang xem livestream đang rất là cố gắng. Rồi, thế thì bây giờ mình sẽ chữa câu này nhá. Chúng ta sẽ có ở đây. Nguyễn Thị Hạnh ơi, đáp án không phải là hai đâu. Chúng ta có cái cấu trúc là yêu cầu nhìn lên là goran kudasai. Câu 2 nó bị sai cái chữ de. Được không em? Cái chữ de này là không hợp lý một tí nào luôn ấy, thật sự nhá. Đó, mà nó phải là goran kudasai thôi. Và goran kudasai thì nó chính là cái cách khi tôn kính ngữ của mite kudasai, tức là hãy nhìn, được không em? Nên đáp án nó sẽ là hãy goran kudasai nè, hãy ichi desu, được không nhá? Hãy đáp án nó sẽ là goran kudasai. Câu 8 sẽ là một và mình dịch ở đây là xin quý khách hãy nhìn lên cái bảng biểu này. Ok rồi, có rất là nhiều người chọn rồi, đúng rồi, nó là tôn kính ngữ giống như là Phạm Phạm này, Hải An, Chị Phương. Kính ngữ của Miru, đúng rồi, cái này có kính ngữ của Miru và chúng ta sẽ bằng với Mite Kudasai. Hạnh, đi đẹp nét. Bây giờ thì chúng mình sẽ chuyển sang câu tiếp theo được chưa các bạn? Chúng ta cùng làm nhanh nhá. Rồi, hôm nay thì mình sẽ like về kính ngữ vì kính ngữ là phần mà mọi người hay sai nhất. Được chưa? Câu số 9, chúng ta có câu số 9 là gì đấy? Daigetsu kuni kara ryoushin ga nani nani nani. Rồi, tiếp theo các bạn, câu 9 này chúng ta sẽ có là gì? À, 来月, 国から両親が, chúng ta có 見えます này, 参ります này và 追い入ります đúng không? Đây là 追いで
になります. Được chưa? Đó, thì cái này có lẽ là sẽ giúp cho các bạn thấy dễ nhìn hơn nhá. Rồi, thì theo các bạn đáp án nó sẽ là gì đấy? Chúng ta có đây, câu này đó là 来月、国から 両親が何々見えます、参ります、おいでになります。 Ở câu số 9 này thì các bạn nhớ đây là cái hành động này là bố mẹ mình làm nhá. Và bố mẹ mình làm thì theo các bạn chúng ta sẽ chọn những cái gì nào? Hay konnichiwa. Thành Đạt, Bích Quý, Tăng Cường. Có rất nhiều người chọn rồi. Akiko. Đây là của bố mẹ đúng không? Là có cái từ tháng sau thì bố mẹ tôi sẽ đến đây. Hành động đến đây thì chúng ta chia về cái gì nào? Hoàng Yến rồi. Có Miemas, Maidimas và Odenina Dimas. Nguyễn Thị Nghĩa, xin chào fan cứng. Phú là tôi. Bạn nhà nông. Nào mọi người cùng làm với mình đi, chúng ta sẽ chỉ live stream trong khoảng 30 phút thôi. Sau đó thì sẽ kết thúc cái live stream này và kính ngữ thì mình cũng chỉ làm một buổi thôi, được không? Còn dành thời gian cho các môn đai khác nữa, cho nên là mọi người cùng học nhé. Quyết Bi ơi, em có nói đây là dùng kính ngữ do là bố mẹ thì nó không hợp lý, bởi vì là mặc dù bố mẹ thì là người trên của mình thật đấy, nhưng theo quan niệm của người Nhật khi nói chuyện người khác về bố mẹ mình thì người ta cũng hạ dùng khiêm nhường ngữ nhá. Được chưa? Bỏ cái gim đi sensei. Cái gim là cái gì em? Được chưa? Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nha. Đáp án của câu này nó chính là hay ni bằng đê nhé. Đó, như mình nói đấy, cái hành động của bố mẹ nhưng mà nó vẫn sẽ là vẫn hành động dù là của bố mẹ nhưng vẫn phải chia về khiêm nhường ngữ. Thì câu này là từ tháng sau thì bố mẹ tôi sẽ đến đây, thì chúng ta chia về maidimasu sẽ là khiêm nhường ngữ nhá. Còn miemasu là có thể nhìn thấy, trong câu này thì mình dịch về logic nó không hợp lý. Còn odenidarimasu thì lại là kính của kimasu rồi, nên đáp án nó sẽ phải là hai, được chưa? Rồi bây giờ chúng mình có rất nhiều người chọn rồi. Odenidarimasu thì sẽ là kính ngữ, trong câu này cần dùng khiêm nhường ngữ nhá. Rồi xin chào Akiko chẳng. Cái tên cũng rất là dễ thương ấy. Minh Phương, bây giờ chúng mình chuyển sang câu số 10 được chưa? Rồi, đúng rồi, giống như Phạm Minh Huệ nói đây là khiêm nhường ngữ, đây là gấu cũng nói thế đấy. Câu 10 nào. Rồi, câu 10 nhá. An Nhiên chọn đúng rồi. Nào, bây giờ chúng ta chuyển sang câu 10 nào. Chúng ta có là 3月 3日 ni uchi de party o hiraku nani-nani no de zehi oide kudasai. Câu này là câu khó này. Được chưa? Câu này là câu cực kỳ khó này. Thế theo các bạn đáp án nó sẽ là gì đấy? Chúng ta có là vào ngày mùng 3 tháng 3 thì sẽ mở một cái tiệc tại nhà, đấy là anh nhất định phải đến nhá. Thì câu này có phải là tôi mở tiệc không? Câu này mình sẽ dịch là tôi mở tiệc, đúng không? Party o hiraku. Tôi mở tiệc vào ngày mùng 3 tháng 3 tại nhà, cho nên anh nhất định phải đến nhá. Thế là hành động tôi mở tiệc rồi, thì theo các bạn đáp án nó là gì trong câu 10 này mà chúng ta có đó là yoni nasaimashita. Yoni shite orimashita và koto ni itashimasu. Có Trần Thu Hoài, Huấn Trần, Hoa ơi cố lên. Tăng Hùng này, Nguyễn Thúy, Hạ Thảo, Bích Quý cũng chọn rồi. Hầu như là câu này mọi người làm khá là đơn giản và dễ rồi đúng không? Các bạn hãy giải thích cho mình là tại sao các bạn lại chọn cái đáp án đấy đi. Lô Thị Hường. Rồi, mình sẽ chữa khoảng 30 phút thôi và cũng chữa về kính nữa thôi, và mọi người hãy chia sẻ lại để lúc nào đó các bạn học và chia sẻ cho những người khác, họ có thể xem được cái video này nhá. Video về kính ngữ, tất cả đều là kính ngữ hết. Hạ Thảo, Võ Thùy, Bùi Quang Đạt. Bùi Quang Đạt, Đạt ơi sao lại chọn một trong câu này? Một không có đúng đâu. Cảm ơn Nguyễn Thị Hạnh nha, vì Nguyễn Thị Hạnh đã nói đúng câu này. Rồi Phan Cứng, Nguyễn Thị Nghĩa nữa. Rồi Akiko. Rồi câu này nhá, thì các bạn sẽ thấy này, chúng ta có đáp án nó sẽ là sầm bọc. Được chưa? Nó sẽ là 3. Và tại sao lại là 3 thì các bạn thấy nhá. Đầu tiên nó là tôi mở thì rõ ràng phải chia về khiêm nhường ngữ đúng không? Ở đây chúng ta có na sai mát là kính ngữ, thì câu này bị sai, một sẽ loại luôn, được không? Tiếp theo là mình quyết định. Mình quyết định là koto ni shimasu, phải không? Đáng nhẽ cái câu này thì chúng mình sẽ dịch đó là gì thôi? Chúng ta dịch đó là chúng ta có đó là koto ni shimasu, phải không? Koto ni shimasu là quyết định, nhưng mà chúng ta sẽ có đó là khiêm nhường ngữ của shimasu, chính là itashimasu. Cho nên đáp án sẽ là 3. Và câu này mình dịch là tôi sẽ quyết định mở một cái bữa tiệc vào ở nhà vào ngày mùng 3 tháng 3 nên anh nhất định đến nhé. Nên đáp án nó sẽ là 3 nhá. Rồi. Rồi ok.
Rồi đúng rồi, tự mình làm nên dùng khiêm nhường ngữ. An Nhiên nói đúng rồi, cũng như là Nguyễn Ngọc có nói đúng. Cảm ơn Phượng Nguyễn nhé. Rồi Trang Linh còn dịch câu này luôn. Nào, thế bây giờ chúng mình chuyển đến câu số 11 nào các bạn. Câu số 11 các bạn chọn đáp án là gì đấy? Hãy à, chúng ta có お荷物が多くて大変でしょ?一つ何々đúng không? Đây là cái này cũng là cái hội thoại đấy, chúng ta thấy là à có vẻ như là ni mốt sự là hành lý của anh rất là nặng và vất vả đúng không? Thế thì tôi cầm cho một cái nhé phải không? Câu này ý nó nói là tôi cầm. Thì theo các bạn là gì đây? Đây là N3 nhưng mà N4 thì cũng nên học vì là mình nghĩ là kính ngữ là cái phần mà lên N1, từ N4 lên N1 bạn đều sẽ học. Và những cái kiến thức chung này thì đều sẽ có phải chưa nhỉ? Thì theo các bạn đáp án sẽ là gì đấy? À, Yukihana, Nguyễn Thúy, rồi rồi Trần Thảo, Nguyễn Thúy chọn rồi. À, phần kính ngữ này nào, theo các bạn đáp án là gì nào? Hãy nan bằng desu ka, bằng dùng khiêm nhường ngữ. Thành Đạt bảo là dùng khiêm nhường ngữ đúng không? Phạm Phạm Võ Thùy, rồi 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 có rất nhiều người chọn luôn. Phạm Minh Huệ câu 11 này, nhưng mà hầu như là mọi người sẽ chọn 2 về 3 phải không? Đúng rồi, hầu như là các bạn sẽ chọn 2 về 3. Rồi, Phạm Mai Thúy cũng đã chọn rồi. Thế thì bây giờ mình sẽ chữa câu này nhá. Các bạn nhìn thấy này, hãy đáp án của câu này chúng ta sẽ có là ni bằng des. Và tại sao lại là hai thì các bạn nhớ cho mình nhá. Hành động này là mình làm và chúng ta sẽ có này. Khiêm nhường ngữ ấy, thì nó có một cái dạng nữa, đó là ô v này, bỏ mát và cộng với a à, cộng với si mát. Được không? Thì đây cũng là khiêm nhường ngữ. Nhớ cho mình nhá, cái dạng này là dạng khiêm nhường ngữ. Chúng ta có câu này dịch là tôi cầm cho một cái nhé, tức là hành động của mình. Và hành động của mình rồi thì chúng ta sẽ là à tôi, thì chúng ta chia cái này về là OV bỏ mát cộng với CMAS, được chưa? Và câu này thì mình sẽ dịch đó là à cái hành lý của anh có vẻ nặng nhẹ, tôi cầm cho một cái nhé. Vì là mình là người nói mà, đúng rồi, giống như là Nguyễn Ngọc có nói đấy. À, đúng rồi, hãy ý đấy nè. Nên đáp án nó sẽ là nghi bằng đấy nè, hãy nghi bằng Thành Ngọc Hoàng học đi em. Thành Sang Lý Thanh Thảo. Rồi chứ không phải là ba nhá, bởi vì cái ba này nhiều người chọn ba omochinina đi mát, ov bỏ mát cộng ní nà đi mát thì nó sẽ là tôn kính ngữ, nhưng ở đây rõ ràng chúng ta cần dùng khiêm nhường ngữ là tôi cầm cho một cái nhé, omochishimasu nhá, nên đáp án của nó sẽ phải là hãy ní bằng des, được chưa? Nào bây giờ chúng mình chuyển sang tiếp theo, các bạn ơi các bạn cùng làm cho mình câu số 12 nào. Diu ni bằng câu số 12 sẽ là gì đấy? Vẫn là hội thoại giữa A và B đúng không? Và A nói sao nhỉ? もしもし, Tanaka desu ga, kore kara otaku ni nani nani yoroshii desu ka? Tức là alo, Tanaka đây. Từ bây giờ thì otaku là nhà của bạn đúng không? À, có được hay không? I yoroshii desu ka chính là i desu ka. Có được hay không? Thằng B sẽ nói sao đấy? Thằng B bảo, dozo omochi omachi shite imasu. Xin mời, tôi sẽ chờ đợi anh. Thì đáp án của câu này là gì? Rồi Nguyễn Thị Hạnh, Võ Thùy, câu này các bạn hầu như mọi người đều chọn ba đúng không? Chọn ba thì xem lại cho mình nhá. Chọn ba thì hãy xem lại. Trời ơi, câu này kính ngữ nó lừa mọi người nhiều quá luôn hết. Tại sao mọi người chọn ba hết vậy? Ome ni kakatte là đúng là khiêm nhường ngữ nhưng mà là gặp. Câu này thì sẽ là gặp. Tôi gặp nhà bạn có được không à? Hay là tôi đến nhà bạn có được không mới đúng? Phải không? Ví dụ như là Khánh Hòa này. Đấy, Thành Đạt dịch đúng mà lại chọn ba. Trang Cu cũng chọn như vậy. Câu này có phải Phạm Minh Huệ? Tại sao lại Oide ni natte mo ii? Câu này cũng là đến như đây là kính ngữ, chúng ta cần dùng khiêm nhường ngữ trong câu này. Có phải mình sẽ dịch là à alo Tanaka đây, tớ đến nhà bạn có được không? Vậy hành động đến này là chúng ta phải dùng khiêm nhường ngữ bởi vì nó là cái người nói, thằng A làm. Khiêm nhường ngữ một là tôn kính ngữ sai rồi. Tiếp câu 3, ome ni kakaru, tức là gặp. Chúng ta có thể nói là tớ đến gặp nhà bạn có được không không? Phải chưa? Nếu mà tớ đến câu 3 mà áp ở đây là gặp nhà bạn không hợp lý. Ví dụ đến gặp bạn có được hay không? Ví dụ như đây là sao? À là kimi ni, tức là à, tớ đến gặp cậu có được hay không thì mới đúng, gặp nhà thì sao? Thanh Thanh chọn đúng rồi. Mọi người chọn lại câu này cho mình đi nào. Ôi sao mà nhiều người bị sai câu này quá luôn ấy. Rất 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 nhiều người sai câu này. Trần Cương, Hà Lê. Rồi, xin chào Nguyễn Thủy, Nguyễn Thị Nghĩa, Thanh Tăng. Ok, rồi rồi, thế thì bây giờ nhá. Như mình đã nói thì đáp án của câu này chính là hai, ni desu. Và chúng mình cái ukagatte mo tính là kuru ấy.
là đến ý cự và cư đự là tớ đến nhà cậu có được hay không, nhưng dùng khiêm nhường ngữ. Nên đáp án nó sẽ phải là hai. Và nếu như mà ai làm sai câu này thì hãy để ý cho mình nhá. Cái me ni kakatte, cái này này thì nó sẽ là a ự, là gặp cơ. Được chưa? Nhá. Đó, nên nó lừa chúng mình đấy. Nào, câu tiếp theo, câu 13 nào các bạn. Chúng mình cùng làm câu số 13 nhá. Ừ. Chúng ta sẽ có câu số 13 là okekusama dochira e nani nani. Phải không? Kono cửa kankesa igai wa iremasen ka? Rồi, ở câu này thì chắc là các bạn đã biết rồi đúng không? Chúng ta có hành động là khách hàng. Khách hàng dochira e, gọi là khách hàng đi đâu đấy? À, quý khách ơi, quý khách đi đâu đấy ạ? Ở trong cái góc đấy thì nếu như mà ngoài những cái người liên quan thì sẽ không được vào. Đó, thì đáp án nó sẽ là gì? Đáp án của chúng ta sẽ là gì đấy? Lô Thị Hường, kakatte không phải là đi đến phía B ạ. Cái gì? Ome ni kakatte là cả một cụm khiêm nhường ngữ của IMAS ấy. Nhá, em nhá, nó là khiêm nhường ngữ của IMAS. Được chưa? Luôn luôn là khiêm nhường ngữ của IMAS em nhá. Là gặp, đó, chứ không phải là gì đó. Đó, nên mọi người hãy để ý. Thế nhưng mà bây giờ mình làm câu 13 nhá. Mọi người làm câu 13 cho mình nào. Thế các bạn đáp án của câu 13 là gì đây? Có rất nhiều người chọn rồi. Câu 13 khá là dễ bởi vì cái hành động này, tức là chúng ta thấy cái hành động đi này này là của khách hàng. Mà khách hàng thì chọn Kim Thoa, Thành Đạt, Thành Thành, Trang Linh. Đúng rồi, trên giống như Trang Linh nói là chúng ta phải dùng tôn kính ngữ ở đây. Phải không? Mà dùng chỗ tôn kính ngữ ở trong ba anh này theo các bạn là chúng ta chọn anh nào đây? Lô Thị Hường, rồi rồi Phạm Ngọc Vĩnh, Đào Huyền. Rồi. Nào mọi người ơi, mọi người cùng làm với mình nào. Ba, gần 400 người xem mà chỉ có bao nhiêu comment thôi á. Phải, nếu mà đang xem cái này thì hãy làm nhá. Được không? Mình cũng sẽ chỉ live stream cái tôn kính ngữ này và kính ngữ này trong buổi ngày hôm nay thôi. Trịnh Phương. Rồi, rồi Nguyễn Thành. Phú là tôi. Thế thì cái câu này rất là đơn giản nên là mình sẽ cùng chữa câu này. Chúng ta thấy đó là Ichides, Ikademaska. Tại sao? Vì như buổi đầu chúng ta có nói đó là một trong những cách người ta dùng tôn kính ngữ đó là họ sao đưa động từ về dạng bị động. Thì ở đây cũng vậy. Thật ra nó là tôn kính ngữ của iku. Phải chưa nhỉ? Là quý khách đi đâu đấy nhá. Và đây là vì là hành động của khách mà nên là người ta sẽ chia về tôn kính ngữ, được chưa? Rồi nhá. Rồi. Nào, bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang đến câu số 14, được không? Câu số 14 là gì đây? Chúng ta có là saki hodo soin ga todokimashita. Sugu ni nani nani arigatou gozaimashita. Câu 14 lại là một câu khó tiếp. Mình nghĩ là bạn nào trình độ N3 cứng hoặc là N2 sẽ làm được câu này này. Thì theo các bạn đáp án của câu 14 là gì đấy? Rồi Nguyễn Bá Quế, xin chào Nhân Nghĩa Nguyễn, Ngọc Trần. Saki hodo chính là saki á, từ ngữ lịch sự là saki là lúc nãy. Sohin ga todokimashita, sản phẩm đã đến rồi, phải không? Sugu ni nani nani arigatou gozaimashita. Rồi rồi. Câu này rất là khó đấy. Chúng ta có là okurasete saseage, okutte saseage, okurasete itadaki và okuri itadaki arigatou gozaimashita. Nào, thì theo các bạn, đáp án của câu này sẽ là gì đây? Có hầu như là mọi người chọn đáp án 2. Câu này khó đấy. Mình nghĩ là câu này trình độ N2 hoặc là N3 cứng mới có thể làm được. Và mọi người dịch cho mình xem là cái hành động trong mặt đấy là ai là người làm. Lúc nãy hàng đã đến rồi và cảm ơn bạn. Tức là cảm ơn bạn đã gửi hàng cho tôi, phải không? Cho nên hành động gửi này là của người khác, là mình phải chiêu về khiêm nhường tôn kính ngữ, phải không? Phải không nhỉ? Đó, nên là câu 14 là mình nghĩ là câu này sẽ khiến nhiều người nhầm đây này. Hầu như là Hoàng An này, Phùng Nhung, Nhung ơi làm lại câu này nhá. Nguyễn Thị gì đây? Hoàng An này, Nguyễn Thị Hạnh nào. Tại sao lại chọn 2 trong câu này? Trong khi đó chúng ta có cấu trúc đó là okurasete nangika sasete itadaku, đó là sao? Xin phép ai đó cho mình làm gì? Đúng không? Cấu trúc ngữ pháp này là xin phép ai đó cho mình làm gì? Phải chưa? Có phải không? Mà rõ ràng hành động ở đây chúng ta cần ấy, đó là người khác làm. Thế tại sao lại chọn 2 trong câu này? Đào Huyền cũng vậy luôn ấy. Được chưa? Sao Minh Phương lại không thấy gì nhỉ? Đó, thế là các bạn hãy cùng nhìn cho các mình xem hành động trong câu này là gì và mình dịch này. Lúc nãy hàng đã đến rồi và cảm ơn bạn vì đã gửi hàng ngay lập tức chứ. Thế gửi hàng ngay lập tức thì sẽ là gì? Đó, ví dụ như nên là đáp án 2 là mình làm. Không hợp lý một tí nào. Đúng chưa? Đó, nó sẽ không hoàn lý đâu. Thế thì các bạn đáp án sẽ là gì đấy?
chắc chắn là tại sao, tại sao, đúng không? Và ở đây thì mình sẽ nói nhá, có rất nhiều người chọn rồi nên đáp án của nó là hãy yombang desu, yombang. Và ở câu này thì là o okuri itadaki, cái cách này chính là khiêm, chính là dùng tôn kính ngữ. Là các bạn thấy là đầu tiên là o này, đúng chưa? Chúng ta có cái dạng nữa đó là o này, rồi cộng với v bỏ mát đi, rồi sau đó chúng ta cộng với itadaki thì nó chính là tôn kính ngữ đó. Cái phần này nó là kính ngữ rất rất khó luôn, nhưng mà đi thi chắc chắn sẽ có luôn em nhá. Ví dụ như là Nguyễn Thị Hạnh nói đấy, cho nên đáp án nó phải là 4 cơ, được chưa? Chúng ta có cái cách như này, o này, v, rồi các bạn bỏ mát đi, được không? Các bạn bỏ mát đi, các bạn cộng với itadaki thì nó cũng sẽ mang cái ý nghĩa đó là kính ngữ. Và câu này thì mình dịch lại, tức là cái lúc nãy sản phẩm đã đến rồi và cảm ơn vì anh đã gửi hàng cho tôi, cái hành động gửi này là của người khác nên mình chia về khiêm nhường ngữ như thế này. Nhớ cho mình nhá, câu này khó đấy, đi thi mà gặp câu này là phải để ý ngay. Bây giờ chúng ta sẽ sang đến câu 15 được chưa các bạn? Nào, bây giờ chúng mình sẽ làm câu 15 với nhau nhá. Hai, câu 15 các bạn sẽ có là Minasama wa Nihon no drama o nani nani koto ga arimasu ka? Rồi, câu này thì biết luôn, Minasama là mọi người, quý vị, thì chúng mình phải chia cái động từ ở đằng trong này về tôn kính ngữ rồi, đúng chưa? Đó, và tiếp theo chúng ta có Goran ni natta. Đấy, ome ni kaketa, ome ni kakatta và haiken shita. Khó đúng không? Thi đọc thì ngữ pháp và dính kính ngữ là khó lắm đấy, nên là bắt bây giờ bắt buộc phải học luôn này. Rồi. Hành động này là của Minasama, là phải chia về tôn kính ngữ là biết rồi. Và chúng ta có là gona goran ni natta, ome ni kaketa, ome ni kakatta và haiken shita. Các bạn chọn đáp án là gì đấy? Thanh Thanh chọn 3 xem lại cho cô nhá. Bởi vì ome ni kakatta là khiêm nhường ngữ, hai cũng vậy, ome ni kaketa cũng vậy, hai anh này đã là khiêm nhường ngữ là không hợp lý rồi, được chưa? Đấy, mà đây chúng ta cần dùng một tôn kính ngữ ở đây cơ mà, phải không? Nên theo các bạn đáp án nó sẽ là gì? Tanpopo chọn 1 rồi, Phạm Minh Huệ. Nào mọi người ơi, mình thấy hầu như các bạn đã ra khỏi cái livestream thì sao ấy. Trời ơi, buồn quá. Mình biết là kính ngữ khó ấy, thì nhiều người xem sẽ thấy nản ấy, nhưng mà đi thi chắc chắn có mà nhỉ. Mà cho nên là hãy kiên trì và làm nhá. Hay. Rồi, Đô Thị Hường, Ngọc Vân, Phan Ngọc Vũ, Phạm Minh Huệ. Có Phạm Minh Huệ chọn rồi, Nguyễn Ngọc. Và đáp án của câu này chính là hãy chi des goran ni natta, goran ni natta. Thật ra như mình nói, chúng ta có kính ngữ của goran ni natta chính là miru và đây chính là mita, phải không? Tức là các bạn đã từng xem một bộ phim nào của bộ phim Nhật chưa, đúng không? Là Mita Koto, đúng không? Có phải là Mita Koto không? Goran ni natta là mita, còn Koto ở trên này này mang nghĩa là đã từng không, nên đáp án nó phải là một chứ, phải không nhỉ? Đó, nhớ cho mình nhá. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến câu số 16 nào mọi người ơi, câu 16. Đây, câu 16 như thế này. Các bạn cùng làm cho mình, lại là hội thoại giữa A và B luôn. Câu A chúng ta có là gì? Chitire desu ga, Tanaka-sama ga nani-nani ka hai orimasu. Nào, rồi thì theo các bạn đáp án là gì đấy? Mọi người hãy vào xem livestream đi nào, ít người xem rất rất buồn đó. Rồi. Câu số 16 ha. Anh A thì đang bảo đấy là sao? Xin lỗi, Tanaka-sama ga. Đã có Tanaka-sama rồi, chúng mình biết phải chia về tôn kính ngữ rồi đúng không? Đấy. Thế thì các bạn đằng sau nó phải là gì đấy? Hay orimasu. Thế câu 16 đấy sẽ là gì? Có gấu này, kim thoa này. Rồi. Ở đây nhá, cái câu này này nó chính là Mighty Mask. Mình viết lại cái chữ của nó nhá, Mighty Mask cho nhiều người không biết. Đó. Giống như đầu đinh có hỏi cô đấy. Thế thì các bạn đáp án câu này là gì? Câu này dễ lắm ý. Đúng rồi, có ai nói gì đây? Cô phải xem nào. Sau khi xem xong bài này đề nghị các sĩ tử lấy ngay sách N4 ra học lại tôn kính ngữ. Đúng rồi, hãy học lại tôn kính ngữ và khiêm nhường ngữ đi thì chắc chắn có. Nhắc lại lần nữa đấy. Xin cảm ơn trái tim của gió nhá, Thành Đạt này. Rồi. Mà câu này dễ mà. A với B thì chúng ta có, thằng A nó bảo là xin lỗi có anh Tanaka không, thằng B bảo có hay orimasu, thì đáp án ở đây chúng mình chính là hay ichi desu ne, ichi irasaimasu có. Và irasaimasu thì chính là sao nhỉ, chúng ta có, nó chính là tôn kính ngữ của iru,
Có nghĩa là có anh ở đây, có anh Tanaka ở đấy không, nhưng mà chúng ta thấy đấy là Tanaka-sama và đang phải dùng tôn kính ngữ, đây chính là Irasaimasu-ka. Nhưng câu 16 đây đáp án nó sẽ cần là một Phùng Nhung, sao lại chọn hai vậy em ơi? Rồi, Kim Nhung, rồi rồi. Còn mai đi mát là đến, nên là khiêm nhường ngữ nó không hợp lý trong câu này nhá. Đó, rồi. Câu 17, câu cuối nào để chúng mình đến với môn đay 2 nào. Nhá, môn đay sau còn đầy thử thách nữa cơ, nhưng bây giờ phải làm cho mình cái câu 17 trước đã. Câu 17 nào. Hãy cô chỉ là để gửi tay thì kỳ nó à gửi tay thì kỳ nó nè hãy thì kỳ gửi tay thì kỳ nó hô hô ô nani nani itadaki gô chí chứ gô an gô lên lạc gửi itashimasu. Rồi tiếp theo các bạn đáp án của nó sẽ là gì? Cô chỉ là để gửi tay thì kỳ nó hô hô ô nani nani itadaki gô chí chứ gô lên lạc gửi itashimasu. Câu này tức là quý khách thì xem đúng không? Xem xét đấy. Kento ở đây là chúng ta xem xét thảo luận cho xem xét cái phương pháp cụ thể ở đây, rồi mấy ngày sau tôi xin phép được liên lạc. Go renraku itashimasu tức là khiêm nhường ngữ là tôi xin phép được liên lạc. Thế thì theo các bạn đáp án của câu này, có phải cái hành động xem xét bàn bạc thảo luận ở đây kento đấy chúng mình phải chia về tôn kính ngữ không, vì có itadaki ở đây này. Câu này chúng mình vừa làm mấy câu ở trên rồi nên là đáp án của mọi người sẽ là gì? Phương Vũ này. Cái lá chữ này cô sẽ không xóa đâu, cô sẽ lưu lại trên fanpage cũng như là lưu lại trên YouTube nhá. Nhưng mà ít người xem mà hầu như là như khó quá hay sao ấy, các bạn xem sao các bạn áo hết ra ngoài hay sao. Nhưng mà thật sự là đi thi đề nó sẽ như kiểu như vậy, về hỏi về tôn ngữ đấy là anh chị nào mà đang học N3 hay là N2 thì bắt buộc phải học lại nhá. Xem lại sách N4 về tôn ngữ cho mình. Hoàng Yến, Trúc Mai, Lô Thị Hường. Cái này học rồi ấy, lúc nãy làm rất rất nhiều câu về cái này luôn phải không? Phạm Mai Thúy cũng có chọn về đáp án của câu này rồi. Trần Thảo, Tăng Hùng, rồi rồi. Em theo sao, rồi rồi. Phạm. Thế bây giờ chúng ta sẽ nói nhá. Câu này rõ ràng chúng ta thấy là sau khi quý khách xem xét phương pháp cụ thể, hay là cái gì? Theo các bạn. Bởi vì có itadaki ở đây này, cho nên là sẽ khiến các bạn sẽ thấy khó đúng không? Có rất nhiều người chọn luôn. Thì theo các bạn đáp án là gì? Hãy cô chỉ là để gửi tay tế kỳ nà hô hô ô nani nani itadaki. Và tôi xin nên đáp án của câu này chúng ta thấy là gì đấy? Có rất nhiều người chọn luôn đúng không? Hãy nam bằng đà tổ môi mắt cá. Rồi 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 thì chúng ta sẽ thấy đáp án ở đây sẽ là không phải nhá, không phải bốn bốn không phải rồi và rồi nào bây giờ mình sẽ để cho khoảng 5 người sẽ comment thêm cái câu này nữa, sau đó thì chúng mình sẽ chữa xuống bài dưới nhá. Rồi 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 đúng đáp án nó sẽ là sum bằng des. Và chúng ta có cấu trúc là ở đây mình xin lỗi lúc nãy dịch hơi sai một tí, còn đây sẽ là sasete itadaku. Itadaki sẽ mang nghĩa là xin phép. Tôi xin phép là sao? Thảo xem xét cái phương pháp này rồi là mấy ngày sau sẽ liên lạc. Nên đáp án nó sẽ là 3 nhá. Hành động này là khiêm nhường ngữ, cô hơi nhầm ở trên một tí. Được không? Nên đáp án nó phải là sambang. Hãy. Và sasete itadaki là xin phép ai đó cho mình làm gì nhá. Hãy. Đó, rất nhiều người sai luôn. Nào bây giờ chúng mình sẽ đến với ba câu này, ba câu sao, ba câu sao về đã là sao rồi lại còn là cái dạng gọi là về gì nhỉ các bạn nhỉ, lại là dạng về tôn kính ngữ nữa, thì các bạn hãy cùng nói cho mình xem đáp án của câu này là gì. Chúng ta sẽ có đáp án là gì đấy, chúng ta sẽ cùng xem nhá. Nào câu đầu tiên, câu 18, xin chào Châu Môn, hôm nay Châu Môn đi làm về muộn không em? Câu 18 nào, các bạn sẽ cùng viết thứ tự cho mình luôn nhá. Moshiwake arimasen ka? Chousa no nani 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 deshou ka? Ở dưới chúng ta có chōdai tame no dekimasu và ojikan o. Rồi. Thế thì theo các bạn đáp án là gì? Rồi, đáp án của câu này sẽ là gì? Nào các bạn ơi, đáp án chúng ta sẽ có là gì đấy? Với câu này chúng ta là moshiwake arimasen ga, tất cả cụm này chúng mình dịch là xin lỗi, chousa no nani nani deshou ka. Đấy. Nào thì theo các bạn và câu này là gì đấy? Chúng ta có có Lê Ngọc chọn là 2413, tức là chousa no tame no
À, ô gì có ngộ chô đai địch nào? Theo các bạn là gì đây? À, có không sợ ai. Rồi, phạm phạm này, trái tim của gió này. À, rồi, có thu tâm. Thu tâm xem lại đáp án nhá. Theo các bạn đáp án là gì? Ở câu này chúng ta thấy có này. Các bạn nhìn nhá, mình sẽ đưa ra một số các tip như thế này để các bạn có thể làm bài tốt hơn. Đầu tiên chúng ta nhìn thấy đây, đó là đây có phải trợ từ no không? No thì đằng sau no chúng ta cần một cái gọi là danh từ, phải chưa nhỉ? Cần một cái gọi là danh từ. Mà ở đây danh từ ở đây chúng ta thấy nó chỉ có thể là og cẳng thôi, nên hai sẽ đi với bốn, phải chưa nhỉ? Đó, có phải là, và chúng ta thấy này, có phải là chô xả nộ thà mê nộ og cẳng đúng không? Tức là ở đây các bạn thấy anh nào sẽ đầu tiên? Anh hai, anh hai đầu tiên, sau hai rồi nô tà mê rồi, chúng ta sẽ thấy tao có tà mê cần có danh từ là bốn. Đó, mình đã gợi ý như vậy rồi. Theo các bạn là anh nào tiếp theo nào? Hai bốn nên sẽ là gì tiếp? Nào, og cẳng, sau og cẳng chúng ta có ố ở đây này, mà ố đằng sau này cần một động từ, mà động từ ở đây theo các bạn là gì? Có phải là đề kim áp không hay là chô đai, phải không? À, thì đáp án nó sẽ là gì nào? À, chúng ta sẽ thấy là chô ố thì phải ố chô đai, nên nên nó phải, đây phải là một, phải không? Là một, một thì ở đây nó là mấy? À, đây là ba, dekimasu de shou ka. Vậy thì đáp án nó chính là ichi desu. Và câu này thì mình sẽ dịch đó là xin lỗi, nhưng mà à, anh có thể cho tôi một chút thời gian để làm cái, à, để làm cái điều tra này được không? Đáp án nó là 2, 4, 1, 3. Và mọi người nhớ nhá, mọi người nhìn cho mình, no đằng sau cần có danh từ nên 2 đi với 4, ố đằng sau cần có động từ nên 4 sẽ đi với 1. Đó, nó là như vậy nhá. Ừ, rồi Kim Thoa chọn đúng rồi. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển tiếp sang câu 19 nào. Câu 19 đáp án của mọi người là gì? Công khai nộ, nani nani nani, kurasatta minasama ni kansa itashimasu. Rồi, nào, với câu 19 các bạn làm cho mình đi. Chúng ta sẽ có thứ tự là gì đấy? Công khai nộ, nani nani, kurasatta minasama ni kansa itashimasu. Ở đây chúng ta có kyoryoku, go, anketo và ni. Rồi, Kim Nhung, đây là dạng gọi là vừa là tôn kính ngữ mà lại dạy về dạng bài sao đấy. Ừ, được chưa? À, được chưa nhỉ? Em ơi, đề kimasu đâu có đi với ố đâu, chúng ta có là chô đai đề kimasu chứ. Có nghĩa là ố này đi với là chô đai chứ em, đúng không? Ngọc Vũ nhá. À, câu 19, 3, 4, 2, 1. Ồ, có rất nhiều người chọn rồi. Nhưng mà hầu như mọi người làm. Ở đây chúng ta sẽ có là công kai no. No gì nào? Có go ở đây, và go này phải đi với cái gì các bạn có biết không? Và sau chúng ta thấy này, sau no cần một danh từ, đúng không? Sau no cần một danh từ, cho nên là anh số 3 sẽ ở đây. Bởi vì chỉ có 3 ở trong này là chúng ta thấy là có hợp lý là ăn kết tụ là danh từ, tức là công cai no ăn kết tụ. Rồi sau 3, sau 3 các bạn thấy ni 4 sẽ phải ở đây, phải chưa? Và ni rồi thì chúng ta thấy go kiêu liếp cự sẽ đi với nhau, thì ở đây chúng ta có là 2 và cái cuối cùng là 1. Chúng ta có go kiêu liếp cự kudasatta minasama ni, tức là tôi rất là cảm ơn những quý vị mà đã hợp lực cho cái bản, đã giúp đỡ tôi trong cái bản khảo sát này. Nên đáp án đó là ni bằng disney hạch go. Được chưa? Nhá. Nào, câu 20 chúng mình sẽ làm câu này nào. Xem các bạn có đúng ở câu 20 không nhá. Rồi chúng ta có là Yamada Bucho nani 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 irasatte kudasai. À, câu này có vẻ khó đây, chúng mình cùng làm nhá. Và nếu như mà bạn nào cần tìm hiểu về khóa online N3 để chữa được tất cả những cái dạng bài và có đề thi thì các bạn hãy comment và nhắn tin cho Ricky nhé. Đúng rồi, câu 20 nào. Nốt câu 20 xem các bạn có làm được không? Yamada Bucho, nani nani, irasatte kudasai. Chúng ta có kaigisitsu, okyakusama ga desu no de. Và ở đây chúng ta có là omachi nhá. Đúng rồi, đề kimat thì phải đi với cá em nhỉ. Nani koto ga đề kimat ấy, Phan Ngọc Vũ nhá. Thì câu 20 có ai chọn rồi? Rồi chúng ta sẽ thấy là gì đấy? Ở đầu tiên nhá, các bạn nhìn này. Có phải là có desu no de ở đây là bởi vì không, sẽ phân tách hai mệnh đề không? Tiếp theo, okyakusama ga. Ga thì phải là gì? Các bạn. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ có là okyakusama ga omochi desu no de, 4 phải đi với 3 mang nghĩa là quý khách đang chờ, phải không? Thì ở đây nào, chúng ta sẽ có là anh hai đầu tiên. Sau anh hai okyakusama ga rồi thì phải là 4 tiếp, tức là quý khách khách hàng đang chờ.
Omochimasu. No de, ba phải ở đây, đúng không? Mà ba ở đây rồi thì một ở đây là kaijitsu. Là nghĩa ở đây nếu như mà cái đề nó có kaijitsu e thì có lẽ là các bạn sẽ làm được đúng hơn, đúng không? Phải không? Thì câu này sẽ dịch đó là anh Tanaka ơi, Tanaka Bucho, trưởng phòng, khách hàng thì đang chờ ở ở phòng họp, cho nên là hãy hãy đi đến. Đúng chưa nhỉ? Nên nó là 2 4 3 1. Và vì vậy chúng ta thấy cô ta là hãy xăm bằng đấy nhé. Ừ, rồi, đó là xăm bằng đấy như vậy. Hay. Rồi, đấy thì kính ngữ mình đã chữa gần hết cho các bạn rồi, các bạn thấy là từ đầu đến bây giờ chúng ta chữa khoảng 20 câu kính ngữ rồi. Các bạn có muốn mình làm thêm về đề kính ngữ không, hay là các bạn thấy là kính ngữ khó quá và cô ơi hãy làm cái khác đi. Trong thi mình nhắc lại này, những cái cấu trúc ngữ pháp mà chắc chắn sẽ có trong thi N3, đặc biệt là của N3. Đầu tiên là kính ngữ. Thứ hai chúng ta thấy cái phần thứ hai là chắc chắn sẽ có, đó chính là các câu về gì? Gọi là về sai khiến, thể sai khiến bị động này. Nào ôn lại với nhau nhá. Đầu tiên hãy nhớ cho mình này. Cái đầu tiên cần phải học đó là kính ngữ. Anh này bắt buộc phải học, sau đó là sai khiến bị động cũng phải học luôn nhá. Cái phần này cực kỳ là sẽ gặp. Và tiếp theo là cái kỹ năng đọc hiểu của các bạn. Các bạn phải nhớ cho mình là thể nào kỹ năng đọc hiểu sẽ có. Có nghĩa là kiểu như là dạng hội thoại ấy, hội thoại trong ngữ pháp ấy, nó sẽ có cái kiểu như vậy. Tuần sau thì mình sẽ làm video chữa đọc hiểu nhá, nhưng mà các bạn phải hứa với mình đó là khi mà mình làm đọc hiểu thì mọi người không được bỏ mình ra, thì bắt đầu mình mới làm đọc hiểu nhá. Bởi vì là đọc hiểu cái bản chất của nó là sẽ rất là buồn ấy, mọi người ngồi đọc mọi người sẽ rất là đau đầu, là mình thật sự là cũng hơi sợ khi làm đọc hiểu đấy. Hôm nay làm những kính ngữ mà nó chỉ khó hơn một chút thôi, mà cái lượng người xem và cái lượng người kiên trì để học ở đây nó đã giảm khoảng gần 1 phần 3 rồi. Đấy, và cảm ơn các bạn. Hôm nay thì có khoảng bao nhiêu? 400 người đã ngồi đây và học với mình, và chúng ta sẽ tiếp tục chữa đọc hiểu và ngữ pháp trong các buổi sau. Nhưng mà hãy hứa với mình là hãy chia sẻ video này để có nhiều người xem và để kiến thức cũng như là mình có thể thấy là các bạn có động lực học nhiều hơn. Được chưa? Lần sau thì sẽ chữa đọc hiểu. Còn hôm nay thì video chữa này mình sẽ kết thúc ở đây, và biết là kính ngữ khó nhưng mà cảm ơn vì các bạn đã xem video này. Tuần sau chúng ta sẽ cùng chữa đọc hiểu với nhau nhé. Cho nên là hãy theo dõi fanpage của Riki Nihongo. Hãy. ご清聴ありがとうございました。はい。今度またお願いしますね。新茶とかがお疲れ様でした。mình live vào 6 giờ là thấy muộn lắm rồi. Nào, こんにちは。新茶。はい。はい。ご清聴ありがとうございました。はい。ご清聴ありがとうございました。また今度お願いしますね。はい、バイバイ。バイバイバイバイバイバイ。新茶。